Phía Nam xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để xem lại chương trình Văn hóa và Con người do Phía Nam phụ trách hàng tuần. Thưa quý vị, thời gian vừa qua khá lâu chúng ta không gặp nhau bởi vì cái tình hình xã hội và đất nước khó khăn, và chúng ta thấy rằng là vấn đề y tế đã làm chúng ta cách ly với nhau. Ngay cả dù chúng ta trên màn ảnh truyền hình thì chúng ta cũng phải có cái sự cách ly, và quý vị đã thời gian qua cứ phải xem lại những chương trình cũ của Phiên Đan. Rất là một điều mà Phiên Đan trân trọng, xin cáo lỗi cùng quý vị. Và cho đến hôm nay thì không khí của chúng ta đã trở lại, và Phiên Đan lại muốn đem tới quý vị một niềm vui, một niềm hạnh phúc và một sự bất ngờ. Đó là Phiên Đan đã mời được một nhân vật mà chắc có lẽ tất cả những người Việt Nam của chúng ta trước năm 1975 đều biết, đều yêu thích và ngưỡng mộ. Thế nhưng chúng ta biết được gì trong ngày hôm nay ở cái tuổi đời mà hơn cả thất thập cửa cổ La Hy, mà cô đã vẫn đứng vững, vẫn trẻ, vẫn đẹp và vẫn là một movie star thời đại, để cho chúng ta nhìn vào với những giải thưởng lớn của cô. Phiên Đan muốn nói là ai, thưa quý vị? Đó là nữ tài tử Kiều Trinh. Và thưa quý vị, cô Kiều Trinh hôm nay đến với chương trình Văn hóa và Con người là do cái lời mời của Phiên Đan. Sau khi mà Phiên Đan biết được là cô vừa đoạt được một giải thưởng, mà một cái giải thưởng lớn, đó là cái giải thưởng mà tất cả chúng ta sẽ rất là bất ngờ, đó là giải thưởng Snow Leopard báo tuyết tại lễ gala đêm bế mạc Liên hoan phim Á Châu. Thưa quý vị, cô là người đưa cái giải thưởng trọn đời, mà không phải đây là một cái giải thưởng đầu tiên. Phiên Đan nhớ là cô đã được 2-3 lần những cái giải thưởng tương tự như thế này, mà ở cái phạm vi quốc tế thì chúng ta nghĩ là cô đã làm được gì. Mời quý vị đến với cô Kiều Trinh. Phiên Đan xin chào cô và cảm ơn cô. Cái lời đầu tiên là quả thật ngày hôm nay được nhìn thấy cô thì cái lòng ngưỡng mộ nó lại tăng lên, là bởi vì mình ao ước sẽ được như cô trong tương lai. Dạ, xin chào Phiên Đan và xin kính chào quý vị. Thưa cô, cái câu đầu tiên là Phiên Đan muốn hỏi cô là cô gia nhập điện ảnh từ bắt đầu đóng cái cuốn phim đầu tiên là 1957. Dạ. Đó là cuốn Hồi Chuông Thiên Mụ. Dạ vâng. Đó là một cái cuốn phim phải nói là cuốn phim đầu tay thôi. Ừ. Nhưng mà trước đó thì cô cũng đã có một cái bước chân để đến với một phim ảnh quốc tế. Đó là phim The Quiet American. The Quiet, yeah. Yeah, là cái người Mỹ thầm lặng đấy. Yeah. Thế thì cô được chọn vào cái vai đó, nhưng mà cô lại không đóng được cái phim đó với vai chính, mà cô chỉ là đóng cái vai thoáng qua. Thế thì đối với cô nghĩ là cuộc đời, sự nghiệp của cô, nghề chọn cô hay cô chọn nghề? Dạ, thưa, có lẽ là mình được cái duyên đến với điện ảnh. Thưa Phiên Đan, nhắc lại cái phim The Quiet American, thời gian đó là 1956, khi ông đạo diễn nổi tiếng của Hollywood, ông Joseph Mankiewicz, có tới Sài Gòn để kiếm một người có thể đóng vai chính, một vai nữ chính ở trong phim The Quiet American, tức là người Mỹ trầm lặng. Thì lúc đó Kiều Trinh mới có 18 tuổi, cũng lại mới lập gia đình. Vâng. Vâng. Thì hôm đó Kiều Trinh đi lễ nhà thờ, thời đó thì lại mới hai con học trường đạo Saint Paul, thì đang ngoan đạo lắm. Dạ. Đi nhà thờ mỗi Chủ nhật. Thì lúc mình đi ở trong nhà thờ, ra nhà thờ Đức Bà trên con, rồi đi qua con đường Katina thống đó, nhất đó. Vâng. Đi qua cái nhà sách Tự Lực, rồi tới cái nhà hàng Givran, thì bỗng thấy một người Mỹ từ bên kia đường chạy sang vỗ vai mình. Mình quay lại thì anh ta hỏi là mình có biết nói tiếng Anh không. Thì mình lại nghĩ là một anh Mỹ nào vỗ vai ở ngoài đường mà hỏi mình biết nói tiếng Anh không. Thì mình không trả lời, thì mình chỉ nhìn anh ta rồi mình đi. Thì anh ta chắc cũng hiểu được là tại sao mình không trả lời. Thì anh ta có nói là tôi xin lỗi, chúng tôi là một nhóm người làm phim. Ông đạo diễn ngồi bên kia đường, tức là bên nhà hàng công ty Năng Tan bên kia đường, nhìn thấy cô đi từ đằng xa trở lại. Thì chúng tôi thấy cái dáng người, đây là cái dáng người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Cô có biết nói tiếng Anh không? Thế, thì lúc bây giờ mình mới trả lời, có nói một chút. Cô có nói được tiếng Pháp không? Dạ, cũng nói được một chút. Thế thì anh ta mừng quá.
anh ta mới nói với chung thế thì tuyệt vời, tôi cũng mời cô gặp ông đạo diễn. Thế thì mình gặp ông đạo diễn, sau khi nói chuyện thì ông có trao cho mình cái cuốn script và ông nói rằng là mình có cái dáng người mà ông ta chọn lựa để đóng cái vai chính và ông ta rất mừng là mình nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì ông ta nói là bây giờ cầm cái script về, ngày mai trở lại cho chúng tôi quay thử test. Thì mình về mình đọc xong. Thì trước khi lúc đó mình mới lấy chồng mà ở với lại bố mẹ với gia đình, bố mẹ chồng với gia đình nhà chồng. Thì trước khi đi thì cái phép tắc của thời đó thì mình có xin phép hai cụ, thì cụ ngạc nhiên lắm. Bởi vì cái thời đó điện ảnh nó còn rất là mới mẻ. Thành ra các cụ cũng ngạc nhiên là cô con dâu mà lại xin phép đi làm, đi đóng phim. Dạ. Thế thì mới là cái phong tục của người Việt Nam thời đó đó, là năm 1956, xã hội đó vẫn còn chưa có cởi mở lại cho người ta. Vâng, mình vẫn có cái câu như là sướng ca vô loài mà. Vâng, vẫn còn. Vâng, vẫn còn cái sự cái cổ kinh cổ. Vâng, cái cổ suy nghĩ cổ đó. Thành ra cụ mới hỏi mình rằng là thế thì họ mời cái chuyện nó ra làm sao, cô đóng vai gì. Thế mình nói dạ vâng, thì mình cũng kể lại đó là cái cô Phượng ở trong câu chuyện thì cô sống với một người Ân Lê, rồi sau đó cô lại yêu một người Mỹ. Nên là khi cụ nói thế không có được đó, thì cụ không cho phép. Thì mình có trở lại, mình có trả lời rằng là gia đình không cho phép. Thì họ ngạc nhiên lắm, họ bảo là ở Hollywood mà được ông đạo diễn Joseph Mankiewicz mời không phải là cái chuyện dễ, mà mình lại không dám nhận. Thì cái phong tục của mình với gia đình của mình thì mình chịu thôi. Nhưng mà anyway thì sau đó họ có mời mình xuất hiện một tí như là guest star thôi, là khi vai chính cái anh tài tử chính là anh Michael Redgrave vỗ vai mình quay lại thì anh xin lỗi, anh bảo là tôi tưởng lầm cô là cái người mà tôi đang tìm kiếm. Thì thành ra trong cái phim The Quiet American đó, là nếu mà ai coi kỹ thì cứ chừng có một ảnh chút xíu ở trong đó. Vâng, thế nhưng mà nó cũng làm cái cơ duyên để trả lời câu hỏi của Phiên Đan là điện ảnh tìm tới Trinh hay Trinh tìm tới điện ảnh. Vâng. Thì trong những cái cuộc gặp gỡ với ông đạo diễn Joseph Mankiewicz đó, thời đó ông sang Sài Gòn quay phim thì có hãng phim Tân Việt. Như là ông Bùi Diễm ạ. Vâng, hãng phim Tân Việt gần như là phụ giúp những cái công hợp tác đó. Thì hãng phim Tân Việt lúc đó là của ông Bùi Diễm, tức là cựu đại sứ của Việt Nam hiện tại. Bây giờ ông Bùi Diễm còn với gia đình còn sống ở bên Washington DC. Vâng. Thì ông Bùi Diễm gặp Kiều Trinh thì chắc là ông cũng có để ý trong đầu là mai mốt hãng phim của ông làm phim thì sẽ kêu cô này. Thì quả nhiên như vậy, mấy tháng sau đó thì hãng phim Tân Việt khởi sự quay cái cuốn phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Vâng, thì chính ông Bùi Diễm có mời theo anh Lê Quỳnh, không biết hôm có Lê Dân hay không, có đến nhà Kiều Trinh. Thì các ông hiểu cái phong tục của mình, thành các ông xin phép thẳng cụ mẹ chồng và cụ mẹ chồng. Thế bà cụ mẹ chồng cũng ngạc nhiên lắm, tại sao con dâu mình hết hãng phim này mời tới hãng phim kia mời. Thì cụ cũng hỏi là các ông mời cô con dâu của tôi đóng vai gì. Thì ông Bùi Diễm bảo là thưa bác, đây là vai Nico của Chùa Thiên Mụ. Ôi cụ mừng lắm, cụ bảo ôi thôi thì được, thế thì được, tôi là cái người đạo Phật, tôi hay đi chùa, tôi sẽ nói với các bà bạn ở chùa của tôi, đây là con dâu tôi đó. Nhờ trong cái tác phẩm phải, đó. Cái duyên không phải là dạ. Cái duyên là đầu tiên, cái phim đầu tiên Kiều Trinh đóng, đó là vai Nico Như Ngọc của Chùa Thiên Mụ. Phim Hồi Chuông Thiên Mụ của hãng phim Tân Việt do đạo diễn Lê Dân làm đạo diễn và vai nam chính là anh Lê Quỳnh. Thì đó là cuốn phim đầu đời của Kiều Trinh. Dạ. Thưa cô, chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái ngôn ngữ mà chúng ta tìm thấy được ở trong cái con tim của mình, là sự muốn và sự không. Thế nhưng muốn và không của cô Kiều Trinh đối với điện ảnh như thế nào? Chúng ta sẽ tạm ngừng trong giây lát và trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài.